Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series con kia địch Garen nha. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Thì tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé, bằng cách like và share cho tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi nha. Vì một đăng ký tuy nó miễn phí mà nhưng mà nó lại tạo động lực để mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa nha. Ok, thì tập trước là mình đã phá đảo xong bí mật của ngôi trường rồi, giờ sau đó là mình off, là mình cày hết luôn tất cả các bộ đồng phục, thậm chí là đồ đồng phục của con quái vật cũng có đây nữa và thậm chí là cả cái bộ bài này nữa. Có một phần hay của cái tựa game này á, cái phần 2 này nè, nó thêm chế độ mà đấu bài, có những quân bài á, như là mấy quân này nè, là bắt buộc là mấy bạn phải đánh nhau, phải đấu bài với lại tụi học sinh. Thì nếu mà mấy bạn thắng tụi nó thì mấy bạn sẽ được cái lá motor kẹt đó đó. Thì cái phần này mình thấy hay là ở chỗ đó. Rồi cái lọc bài thì nó cũng dễ thôi, cho nên là nếu mà mấy bạn chơi nó cũng có hướng dẫn hết dễ lắm. Thì chắc trên mạng nó cũng có nhiều rồi, cho nên mình chả còn phải giới thiệu chi nhiều nữa đâu, nên thôi bắt đầu luôn cái secret ending này. Sau khi mà mình thu thập đủ những lá bài này thì sẽ như thế nào? Ở đây có một nút bấm, giờ mình sẽ bấm thử xem. Lần này nó có sự kiện xảy ra rồi. Ai đây? Nugget à? Chào mừng bạn của Nugget. Và bạn đã thu thập đủ tất cả các lệnh bài. Vào đây cùng Nugget nào. Thế thì cậu đang làm gì ở trong nhà của tớ vậy? Ok, những câu hỏi sẽ được trả lời sau. Giờ đừng có sợ, vào đây đi, vào đây với Nugget đi. Chào mừng. Hang động kỳ dị, không phải gì đâu. Tế đàn Monster Mon của Nugget. Và tại sao nó lại ở đằng sau lưng cái tủ sách nhà tớ? Thế thì còn chỗ nào đó ở nữa không? Ở trong hang của Nugget ấy. Cháu hỏi. Và Nugget đã nói với 50 lệnh bài, Nugget có thể làm những điều mà bất khả thi. Như cái gì? Nugget sẽ cho cậu thấy. Giờ bây giờ tận hưởng đi sức mạnh của Nugget. Wow. Và bây giờ với cái búng tay này của Nugget, chả có gì xảy ra cả. Nó đã xong rồi. Nói cái gì xong? Đi nhanh lên. Nugget không muốn bị trễ học đâu. Thôi lại bầu trời màu đỏ. Bây giờ là màn hình đỏ lòm luôn chứ không phải là bầu trời đỏ không nữa. Tại sao bầu trời lại chuyển sang màu đỏ vậy? Đất tờ đen nhòa. Không phải tôi làm đâu. Tôi có một thứ có thể chuyển màu trời sang màu xanh lá, nhưng mà nó an toàn còn trong cái này. Cô Upperget, em cảm thấy không ổn. I don't feel so good. Giống như là Endgame vậy. Lại cô nói đó. No. Rồi bay màu nữa chứ. Thiệt, Endgame rồi còn gì nữa. Endgame rồi, tại búng tay mà nó ghét búng tay. Tụi này nó lại tan biến. Cả mọi người có thấy không cái điều kỳ lạ đó? Mọi người bình tĩnh nào. Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ô, cô Margaret. Gì chứ? Chị yêu. Những điều gì mà nếu thật hỏi là cô Margaret hỏi là có thể giúp được cái gì không á? Có một đứa học sinh đang làm phép lạ hay sao?
Xong, chưa kịp sai thì bà Margaret đã bị biến mất. Chúng ta đang trở nên rắc rối đây, đang gặp rắc rối đây. Ôi Felix, em nghĩ là điều đó cũng sắp sửa tới với em. Mày nhắn cho anh. À, thằng này thì nó ghét thằng kia cho nên là cảm thấy là cái việc này, việc thằng kia tan biến để giúp ích cho nó. Cái gì cơ Felix, em cứ tưởng là anh em mà. Không đâu, không ai lấy được đồ của ta. À, ý ta là vậy đó, và ta cũng sẽ biến mất luôn. À, xin lỗi mọi người, tôi nghĩ là tôi sẽ kiểu sẽ giúp đỡ công việc dọn dẹp, nhưng mà tội chú bóp cũng bay màu rồi. Và cuối cùng ta có thể gặp được bố của ta lần nữa, là ông hiệu trưởng cũ á, Jerome, con trai của ông hiệu trưởng cũ, nhưng mà nó cũng bay màu rồi, kiểu như Endgame mà bay từng người từng người. Ông này thì vẫn còn một số hóa chất cần chế biến nhưng mà cũng bay rồi. Mẹ ơi, con rất sợ, con không muốn, chưa kịp nói hết câu, mà đa số là chưa kịp nói hết câu là bay màu rồi. Cái gì đang chuyển ra vậy? Có thể ai có thể giải thích hay không? À, thằng này đang dặn kia là hút thuốc nguy hiểm nhưng mà thôi. Anh không được nghỉ trong cái ngày đầu tiên mà làm việc nữa chứ. Ồ, Lily bị biến mất. À, bà ở trong thùng rác này cũng bị biến mất nè. Bà này thì hay cho mấy con mèo. Nếu như mà mình có đồ ăn đưa cho bà thì bà sẽ cho lại mình những con mèo. Ông Lao Công nói là bây giờ sẽ không ảnh hưởng tới ta. Một nửa rồi. Một nửa. Dạ, đúng vậy, hình như là tới rất hết là một nửa. Nhưng mà Nugget không muốn một nửa. Nugget muốn tất cả cơ. Nó lại búng tay thêm một nửa. Rồi luôn. Ông Lao Công nói hình như tao nói quá sớm. Ok, lần này thì hơi ác tí, lần này xét đánh vô đầu từng người từng người từng người một. Thằng kia lại muốn Teddy quay trở lại chứ, nhưng mà thằng em nó tên là Terry. Theory chứ không phải là Teddy. Tại vì thằng kia nó cứ gọi là Teddy cho nên là mình tưởng là Teddy. Nhưng mà trong cái nhiệm vụ mà hai anh em mới giết nhau á, thì mấy bạn cũng có thể là đem cái tờ giấy đó đem xuống nói chuyện với thằng em, là thằng em sẽ chuyển sang giết thằng anh, thì mới biết được tên của thằng kia là Theory. Cô hiệu trưởng, có điều gì đó không ổn, mọi thứ trong trường đều biến mất. Hả? Chuyện gì vậy? Chuyện gì ở đây vậy? Tất cả mọi người đã chết. Về nhà đi. Nếu còn công việc ở này thì sao? Chỉ cần về nhà thôi. Ok, em sẽ gặp cô vào ngày mai. Wow, mình tưởng là thằng kia là nó về nhà là nó sẽ được tha chứ nào ngờ là nó cũng bị sét đánh luôn. Goodbye. Sao là xong rồi? Nó ghét lại xử hết nguyên trường. Ôi, cậu đã giết tất cả mọi người. Lần nữa, bạn của nó ghét đã sai. Nó ghét để cho nó ghét và bạn của nó ghét được sống mà. Thế thì bạn cậu nói là ở game là sao? Nó ghét đã làm việc này một lần rồi. Thế là có nghĩa là cậu đã làm việc này một lần rồi à? Bình tĩnh đi. Bình tĩnh. Nó ghét sẽ nghĩ về điều đó. Thế bây giờ cậu sẽ làm gì? Thế thì bạn của nó két sẽ làm gì? Tớ sẽ đi về nhà. Tốt thôi, bạn của nó két à.
Ok, và bây giờ là dòng của những người lập trình viên gửi cho chúng ta. Rất ghét cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chơi tựa game Kingdom Garden 2 này. Ok, và bây giờ thì thông cảm cho nó két phải đi đào hang của nó két đây. Ồ, lại không báo là có phần 3. Trong phần đầu ấy, thì những cái đoạn này ấy, nó sẽ báo phần 2, nhưng mà trong phần này nó lại không báo phần 3. Nên là cũng chả biết là phần 3 nó có làm được không. Chịu. Thì video này chắc mình cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bài nói hay nhớ để một like, một share, bài đăng ký, không bài đăng ký nha. Một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu, chỉ đồng hồ mình nhớ nữa. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Để tạm biệt. Bye bye.